Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ gọi là dắt các bạn đi tham quan cái cuộc sống của mấy con chuột hamster ở ngoài thiên nhiên thì nó sẽ như thế nào nha các bạn. Thì mấy con chuột mà các bạn đang nuôi hiện tại ở nhà các bạn á đều là những cái con chuột mà đã qua thuần hóa rồi. Đã qua thuần hóa có nghĩa là người ta sẽ gọi là bắt những cái con chuột ở ngoài là ở ngoài tự nhiên đó, người ta đem về người ta thuần hóa lại cho nó hiền, với lại là người ta sẽ lựa chọn những cái con chuột mà nó sẽ không có bị bệnh á, người ta sẽ về người ta thuần hóa lại và người ta sẽ nhân giống nó ra đó để mà có thể là thuần hóa nó và sẽ thành một cái con thú cưng đấy, một cái con best đó, và người ta bắt đầu bán ra thị trường đấy. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một cái video, đây một cái video ngắn này thôi, về cái cuộc sống của những cái con chuột hamster ở ngoài thiên nhiên thì nó sẽ như thế nào nha. Thì những cái con chuột hamster ngoài thiên nhiên á, thì theo mình nghĩ là nó sẽ rất là hung dữ nha các bạn. Tại vì nó phải hung dữ để mà nó có thể là tự vệ được đó, để thôi mà nếu như mà nó không có khả năng tự vệ á thì chắc chắn nó sẽ bị những cái con vật khác ăn thịt. Rồi và mặc dù thì mấy con chuột này nó có khả năng tự vệ nhưng mà cái khả năng tự vệ của nó rất là kém nha các bạn. Và nó sẽ gọi là gặp rất là nhiều cái nguy hiểm ở ngoài thiên nhiên, ví dụ như là rắn nè, đấy đặc biệt là những con rắn đó thì nó sẽ rất là thích ăn thịt chuột luôn. Đó, những con chuột hamster nó thì nó rất là nhỏ các bạn. Thì con rắn nó chỉ cần nuốt một cái là vô bụng mấy con rắn luôn. Đó, hoặc là những cái con vật mà lớn hơn hoặc là những cái con chuột mà lớn hơn á thì chắc chắn là mấy con chuột hamster này thì nó không thể nào mà làm gì được hết. Vì thế là nó phải gọi là có một cái cách sống làm sao đó để mà có thể tự bảo vệ được nó cũng như là có thể tồn tại ở ngoài thiên nhiên nha các bạn. Rồi và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái video nhỏ nhỏ như thế, khoảng 2 phút, khoảng 2 phút thôi. Thì những bạn nào mà đã nuôi hamster một thời gian dài rồi đó thì mình chắc chắn các bạn đã xem qua cái video này rồi. Thì những cái video này thì cũng được chia sẻ ở trên một số hội hamster đồ các thứ các kiểu rồi. Còn những bạn nào mà chưa xem thì có thể xem hết cái video của mình để biết cách sống ở ngoài thiên nhiên của hamster thì nó sẽ như thế nào nha. Rồi và cái video này thì nó sẽ được đăng khá là lâu rồi các bạn. Đây, một cái video đã đăng được tháng 4 2009 rồi các bạn. Đó, và hiện tại nó tới 382.000 mấy lượt xem rồi. Đó. Thì cái video này nó đăng khá là lâu rồi cho nên là cái chất lượng nó không được cao các bạn. Nó chỉ khoảng là 360p thôi. Đấy, vì thế là mình sẽ xem và mình sẽ là bình luận đánh giá thôi. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu cho các bạn xem nha. Rồi. Thì những cái con chuột hamster á, thì ở ngoài thiên nhiên thì nó sẽ sống ở ngoài những cái hoang mạc, những cái sa mạc nha các bạn. Đây, thì mới vào nè. Đây. Đó, mới vào người ta sẽ quay một cái đoạn cảnh nhỏ nhỏ như thế, thì ở đây là sa mạc nha các bạn. Đấy, không có cây cối gì hết. Đó. Ok. Rồi, thì lúc này là trời cũng gần sập tối nha các bạn. Đó. Đây. Ok. Thì đây nè, đây. Thì trời gần tối rồi á thì những cái con chuột này, những cái con chuột hamster này nó sẽ bắt đầu lú cái đầu nó ra để mà đi tìm thức ăn nha. Thì ở đây theo mình thấy thì là một cái con chuột hamster robot nha các bạn. Tại vì những cái video về hamster ở ngoài thiên nhiên như thế này á thì mình tìm á thì nó rất là hiếm luôn các bạn. Đó, mình chỉ thấy một cái video này là nó gọi là chân thật nhất, đó, gần nhất đối với những cái con chuột mà nó ngoài thiên nhiên. Còn những cái video khác thì theo mình thấy là dạng như người ta thả nó ngoài thiên nhiên, người ta quay một đoạn ngắn vậy thôi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem tiếp nha. Rồi, đây là một cái con chuột hamster robot nha các bạn. Đây, thì á, những cái con chuột này á thì theo mình thấy á, là buổi sáng nha. Đối với buổi sáng thì nó sẽ ngủ. Đó, thì những cái con chuột ở nhà các bạn nuôi á thì nó vẫn còn giữ những cái tập tính này. Đó, có nhiều bạn hỏi là sao các bạn thấy đều là hàng ngày nó đều ngủ hết. Đó, tại vì buổi sáng nó sẽ ngủ và buổi tối nó sẽ bắt đầu đó thức dậy và chơi. Còn buổi tối thì các bạn ngủ rồi cho nên các bạn đâu có thấy nó gọi là đi chơi đâu, đúng không? Đó, thì buổi tối nó sẽ ở ngoài thiên nhiên thì nó sẽ trốn trong những cái hang này. Đó, và nó sẽ ngủ nha. Đó, nó sẽ ngủ, còn buổi tối thì nó sẽ thức dậy và nó sẽ đi ra ngoài kiếm đồ ăn. Ok, bây giờ xem tiếp nha. Đấy. Rất là dễ thương luôn, những con chuột ở ngoài thiên nhiên rất là dễ thương luôn. Rồi, đó, sống ở đây thì ở trong cái hang này thì sẽ có rất là nhiều con nha. Đấy, nói chung là nguyên dạng như là một làng chuột ở trong này các bạn. Đấy, nó sinh sôi nảy nở ở trong này rất là nhiều. Một cái hang này em mình thấy nó khá là to nè. Đó, thì người ta đặt cái camera trong đây và tối thì người ta sẽ quay được những cái cảnh như thế này. Và ở dưới này thì ở sa mạc mà các bạn, cho nên là sẽ rất là nhiều cát luôn. Đó, và dẫn đến là những con chuột này nó sẽ được sạch sẽ. Đấy. Ok. Đây.
đây là người ta quay về cái hoạt động vào buổi tối nha các bạn, và buổi tối của mấy con chuột này. Đấy. Thì buổi tối thì nó sẽ gọi là đi tìm thức ăn nha các bạn, để tích trữ và để là buổi sáng nó sẽ ăn, hoặc là nó ngủ vào buổi sáng nha. Đấy, buổi tối thì nó sẽ bắt đầu chui ra từ một cái hang. Đấy, cái hang này thì theo bạn thấy là cái lỗ hang này nó rất là nhỏ luôn đúng không? Đấy, vừa đủ một con chuột nó chui ra thôi. Nhưng mà nó đào sao mà sâu phía dưới rồi mà các bạn nãy bạn thấy rồi đó. Đấy, một cái hang phía dưới đất rất là rộng luôn. Đó, chứng tỏ là những cái con chuột này nó có cái khả năng đào hang rất là tốt luôn đó. Đấy, bây giờ nó sẽ bắt đầu đi ra ngoài và tìm thức ăn nha. Ok. Đấy. Thì theo mình nghĩ nha, theo mình nghĩ á, thì cái con chuột này á, thì đa số cái khoảng thời gian của nó là sẽ ở trong hang nha các bạn. Còn việc tìm thức ăn á, thì mình nghĩ là 1 đến 2 ngày nó sẽ ra ngoài vào buổi tối và nó sẽ tìm thức ăn một lần. Và mỗi lần mà nó đi tìm thức ăn vậy á, thì theo mình nghĩ là nó sẽ lấy được rất là nhiều đồ ăn. Tại vì theo các bạn biết rồi đó, là hamster nó sẽ có hai cái túi má ở bên hai miệng của nó. Đó, thì mỗi lần mà nó đi một khoảng đường dài như thế thì nó phải tìm thật là nhiều thức ăn để mà nó tích trữ cho 1 hay là 2 ngày tới nó có thể ăn được nha. Đó, còn theo mình nghĩ thì nếu như mà nó đi ra mỗi ngày á, thì nó sẽ gặp rất là nhiều cái nguy hiểm ở ngoài luôn, ví dụ như rắn đồ á. Đấy, và đồng thời là nó đi tìm thức ăn buổi tối thì nó sẽ gọi là giảm bớt cái khả năng mà bị rắn hoặc là những cái con thú cưng khác nó ăn thịt nó rất là nhiều. Tại vì buổi tối thì mấy con đó thường nó sẽ đi ngủ nha các bạn. Ok, bây giờ xem tiếp nha. Đấy, nó đi tìm thức ăn nha các bạn. Đó, nó ra ngoài rất là nhiều nè. Đấy, buổi tối nó ra rất là nhiều luôn. Ok. Thì các bạn thấy không đó, ở ngoài thiên nhiên thì những cái con chuột robo này thì nó đi cũng rất là chậm chạp như là những cái con chuột mà các bạn đang nuôi ở trong nhà thôi. Đấy. Sẽ tua là cái đoạn này cho các bạn xem nè. Đây. Đây như các bạn thấy, như này không? Đó. Nó sẽ gọi là nhiều con nha. Đấy, thí dụ như một ngày nó đi thì nó sẽ đi nhiều con. Đó, hoặc là mỗi ngày sẽ có một con nó thay thế nó đi khác nhau. Và nó sẽ tích trữ đồ ăn đây nè. Đấy, như các bạn thấy những cái hạt đồ rất là nhiều này không? Thì cái video này cái độ phân giải nó khá là thấp cho nên là các bạn nhìn không được rõ cho lắm nha. Đây, rất là nhiều cái hạt luôn. Đó, có những cái hạt nó đã tách vỏ ra rồi và có những hạt vẫn còn nè. Đấy, nó sẽ tích trữ ở đây để cho nguyên cái gọi là nguyên cái tổ của nó ăn dần dần nha. Đấy, rất là nhiều đồ ăn đây luôn á. Đó, như các bạn thấy này không? Có những cái hạt gì đó như có hạt hướng dương hay gì ở đây luôn các bạn. Đấy, rất là nhiều loại hạt khác nhau. Đấy, đó không? Nó ăn nó lấy được đồ ăn về và nó tích trữ ở trong cái túi má nó và nó sẽ nhả vào cái tổ của nó nha. Đấy. Ok, đấy, những chú chuột rất là dễ thương luôn, sống ở ngoài thiên nhiên. Rồi, và video này đến đây cũng kết thúc rồi. Đó, một video rất là ngắn luôn các bạn. Những cái video về cái những cái con chuột hamster ngoài thiên nhiên này nói chung là rất là ngắn luôn. Và mình chỉ tìm được một cái video về hamster robo này thôi. Đó, còn những cái video về hamster khác thì mình không thấy các bạn. Đấy, mình thấy chỉ có một cái video robo này thì nó là chân thật nhất về những con chuột hamster mà ở ngoài thiên nhiên thôi. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái hết cái phần cuối luôn nha. Đâu cái phần cuối thì nó tới đây rồi nè. Cái video này cũng ngắn thôi các bạn, khoảng 2 phút mấy thôi. Đấy. Thì người ta quay là cái chỗ này là một cái hoang mạc nha các bạn, một cái sa mạc luôn. Đó, rất là khô cằn luôn nè, thấy không? Đất độ nó bị nứt nẻ hết trơn luôn. Đó, thì nơi này là những cái nơi mà mấy con chuột hamster nó sẽ sống. Đó, còn những cái loại chuột dòng chuột hamster như là Winter White với lại Bear thì mình không biết nó sẽ sống ở đâu. Nhưng mà cái loại robo này thì nó sẽ sống ở hoang mạc nha. Đó. Mình sẽ tìm thêm một cái video nữa, coi có cái video này về hamster mà ở ngoài thiên nhiên không nha các bạn. Những cái video này thì theo mình thấy là người ta đều thả những con chuột hamster mà người ta nuôi các bạn. Ta thả ra thiên nhiên chờ ta quay một tí cho xem thôi. Chứ nó không có dạng là chân thật cho lắm. Đâu hồi nãy như mình tìm được một cái video về con Bear đó các bạn. Đây. Đây là một cái video về con Bear. Đó. Con Bear. Con hamster Bear này theo mình nghĩ là nó sẽ sống thực chất của nó là ngoài thiên nhiên các bạn. Đây. Người ta để cái camera ở đây và quay ngay cái tổ luôn. Đó. Và bây giờ là nó chui chui ra nè. Đấy. Thì
Loại chuột mà nó đều sống ở trong hang hết để mà nó có thể là núp được đó, chứ nó không có sống ở ngoài nha, nó đều sống ở trong hang hết. Đấy, đây là một con hamster bia. Đấy, hamster bia thì ở ngoài thiên nhiên thì nó cũng rất là hung nha các bạn, chứ nó không có gọi là dạng dừa gì đâu. Còn những cái con hamster bia mà các bạn đang nuôi là người ta đều qua thuần hóa hết để cho nó hiền, để cho có thể là làm thú cưng được đó. Con hamster bia màu rất là đẹp luôn. Rồi ok, bây giờ coi nó làm cái gì nha các bạn. Thì con hamster bia này theo mình thấy là người ta quay ở một nơi mà không phải là hoang mạc nha các bạn. Nơi này thì có cỏ đồ, chắc là dưới quê đồ thôi. Đấy. Rồi thì theo mình thấy con hamster bia này ở ngoài thiên nhiên nó rất là to các bạn. Theo mình thấy thì cái size của nó to có khoảng là gấp đôi con hamster bia, gấp đôi con hamster bia mà các bạn đang nuôi ở nhà đó. Đó. Tại vì theo mình nghĩ là những con hamster mà ở ngoài thiên nhiên này thì nó sẽ được ăn những cái loại thức ăn đa dạng hơn. Đó, và nó sẽ được thoải mái hơn. Vì thế là kích thước của hamster bia ngoài thiên nhiên thì nó sẽ gọi là to hơn những con hamster mà các bạn nuôi ở trong chuồng. Những con hamster mà các bạn nuôi trong chuồng thì nó sẽ bị tù túng hơn các bạn. Với lại là cái lượng thức ăn của nó sẽ không có được đa dạng phong phú như là ở ngoài thiên nhiên. Vì thế là cái kích cỡ nó cũng gọi là hạn chế so với những cái con hamster bia ngoài thiên nhiên như thế này. Đó. Ok, con này thì thấy cái size rất là to luôn các bạn. Đó. Và nó cũng rất là gọi là nhạy bén nha. Đấy, nó ăn cả lá cây, lá cỏ này nè. Đấy, nguồn thức ăn của nó rất là phong phú luôn. Kích thước của con này chắc cũng bằng một con chuột cống các bạn. Rồi, và video của mình hôm nay sẽ kết thúc ở đây nha. Thì mình chỉ tìm được hai cái video này. Đấy là nói gọi là chân thật nhất và gần nhất với những cái con chuột hamster mà nó sống ở ngoài thiên nhiên nha các bạn. Còn những cái video khác thì theo mình thấy là người ta chỉ gọi là bắt con những cái con chuột mà người ta đang nuôi á, người ta đem ra ngoài, đấy người ta thả ra một bãi cỏ gì đó rồi người ta quay một tí thôi. Đấy, rồi người ta nhốt con chuột lại. Đó thì cái video nó không có được chân thật cho lắm. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc, và nếu như mà các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Và nếu như mà bạn đăng ký thì kế bên cái nút đăng ký nó sẽ có một cái chuông nha. Các bạn đăng ký rồi nhấn vào cái chuông để khi nào mà mình đăng video mới thì YouTube nó sẽ thông báo cho các bạn. Và các bạn vào xem để ủng hộ mình nha. Rồi còn một điều nữa mình muốn nói với các bạn ở cuối video này là những cái con chuột hamster mà các bạn đang nuôi đều là những cái con chuột mà người ta đã thuần hóa hết rồi. Vì thế mà các bạn nuôi thì các bạn phải gọi là chuẩn bị chuồng trại đồ cho nó là thật là kỹ càng nha. Đấy, mình thấy có nhiều bạn chuồng trại của bạn không có kỹ thì sẽ bị chó hoặc là mèo nó ăn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ gọi là trốn ra ngoài được, và nếu như mà nó trốn ra ngoài được thì con hamster của bạn đang nuôi nó sẽ không có cái khả năng đó, nó không có cái gọi là cái kỹ năng sinh tồn đâu, tại vì những con chuột của nó đã được thuần hóa ở một cái thời gian dài rồi. Vì thế là cái khả năng sinh tồn của nó sẽ bị giảm rất là nhiều. Và nếu như mà nó bị nó trốn ra ngoài được như thế này á thì nó sẽ là bị những con mèo hoặc là những con chuột hoặc là những cái con rắn khác nó sẽ ăn thịt những con chuột hamster của bạn liền. Nó không thể nào mà sống sót qua khỏi một hoặc là hai ngày đâu các bạn. Đó, vì thế là các bạn nuôi những con chuột hamster thì các bạn phải chuẩn bị chuồng trại đồ thật là kỹ càng. Rồi các bạn hãy nuôi nha. Video của mình hôm nay cũng sẽ kết thúc ở đây nha. Và nếu như các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.